Bài viết của tác giả Lê Thiên có tựa đề Bà Nguyễn Văn Thiệu và Bệnh viện vì dân. Đa số người dân miền Nam Việt Nam bùi ngùi trước tin bà Justine Nguyễn Thị Mai Anh, phu nhân của cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu lìa đời tại San Diego, Nam California, Hoa Kỳ vào sáng thứ Sáu, ngày 15 tháng 10 năm 2021, hưởng thọ 91 tuổi. Hơn một tháng sau ngày bà Mai Anh qua đời, chúng tôi hân hạnh thu góp một số nhận định về bà như là một tưởng niệm đối với bà và công lao của bà. Sơ lược về công trình vì dân, bà Mai Anh sinh năm 1931, là phu nhân của vị Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa 1967 và 1975. Bà được mọi người coi là đệ nhất phu nhân của quốc gia, nhưng người trong nước cũng quen gọi bà là bà Thiệu hay bà Nguyễn Văn Thiệu. Khi tướng Nguyễn Văn Thiệu lên cầm quyền lãnh đạo đất nước Việt Nam Cộng Hòa, bà Thiệu ước mong xây một bệnh viện cho người nghèo. Ước mong ấy biến thành hiện thực khi một bệnh viện mới được khởi công xây cất năm 1969, rồi khánh thành vào ngày 4 tháng 9 năm 1971 và được đưa vào hoạt động ngay với danh xưng Bệnh viện vì dân. Mặc dù mọi thứ trang thiết bị, kể cả các y cụ đều còn ở dạng phôi thai, thiếu thốn. Bệnh viện vì dân tọa lạc tại một góc ngã ba Ông Tạ thuộc ngã tư Bảy Hiền, Sài Gòn. Nhiều cư dân trong khu vực đã được chữa trị miễn phí nên dân quanh vùng gọi đó là Bệnh viện Bà Thiệu hay Nhà Thương Bà Thiệu. Một cơ sở y tế rộng lớn, hiện đại với 400 giường bệnh. Tuy tiến trình xây cất và trang bị, nhất là y cụ ban đầu còn thiếu thốn, nhưng Bệnh viện vì dân vẫn được hoạt động như mọi bệnh viện khác trong thành phố, mà trọng trách điều hành đầu tiên được trao cho bác sĩ Phạm Ngọc Tòa trong tư cách là giám đốc tiên khởi, với một đội ngũ y tế bác sĩ hùng hậu cả về kiến thức lẫn tay nghề chuyên môn kiệt xuất cùng tinh thần lương y như từ mẫu. Đối với mọi thành phần bệnh nhân đến với bệnh viện, trong khi nguồn tài chính vẫn còn loay hoay trông chờ vào các mạnh thường quân cả trong lẫn ngoài nước, nhưng hội đồng quản trị tuyệt đối tránh đụng tới ngân sách nhà nước, ngân quỹ quốc gia. Trong bản tường thuật của mình, sự hình thành bệnh viện vì dân, bác sĩ Phạm Ngọc Tòa chia sẻ, khoảng đầu năm 1969, Đại tá Võ Văn Cầm, chánh văn phòng phủ Tổng thống có mời tôi lên nói là bà Nguyễn Văn Thiệu muốn thành lập một bệnh viện tư làm việc thiện với danh nghĩa Chủ tịch Hội Phụ Nữ, phụng sự xã hội. Ông bà Tổng thống thấy tôi có kinh nghiệm trong việc thành lập Bệnh viện Trưng Vương cho Hội Bảo trợ Gia đình Binh sĩ năm 1967, nên muốn tôi tham gia vào việc này. Bác sĩ Phạm Ngọc Tòa cho biết, để bắt đầu công trình, một ủy ban xây cất được hình thành gồm Đại tá Võ Văn Cầm, chánh văn phòng phủ Tổng thống Chủ tịch, ông Nguyễn Đình Sướng, Tổng thư ký phủ Tổng thống, ủy viên, bác sĩ Phạm Ngọc Tòa, Bộ Y tế, ủy viên, kiến trúc sư Nguyễn Văn Chuyên, phủ Tổng thống, ủy viên, riêng kiến trúc sư Trần Đình Quyền, vốn tu nghiệp về ngành xây cất bệnh viện ở Mỹ, mới về Sài Gòn, thì được mời giúp thực hiện họa đồ kiến trúc. Cũng theo bác sĩ Phạm Ngọc Tòa, Bệnh viện vì dân là một bệnh viện tư trực thuộc Hội Phụ Nữ Phụng Sự Xã Hội, dành 25% số giường cho bệnh nhân nghèo, gia đình tiểu công chức, gia đình hạ sĩ quan và binh sĩ, gia đình nghèo có giấy chứng nhận của khu phố, được giảm phí hay miễn phí tùy trường hợp do sự cứu xét và quyết định của Ban Xã Hội.
Hàng ngày tới bệnh viện vì dân làm việc, bệnh nhân nghèo được săn sóc, ăn uống như bệnh nhân hạng trả tiền. Chỉ có khác là hưởng thuốc miễn phí do Bộ Y tế hay các tổ chức thiện nguyện biếu tặng và nằm phòng 4 giường. Bác sĩ Tỏa cũng cho biết Chủ tịch Hội đồng Quản trị chính là Chủ tịch Hội Phụ nữ Phụng sự Xã hội, tức là bà Nguyễn Văn Thiệu. Các thành viên của Hội đồng Quản trị đều là hội viên của Hội Phụ nữ Phụng sự Xã hội. Riêng bác sĩ Phạm Ngọc Tỏa là giám đốc. Bệnh viện có 2 phụ tá, 1 phụ tá kỹ thuật, bác sĩ Lê Phước Thiện và 1 phụ tá hành chánh, trung tá hành chánh quân y Phạm Văn Sinh. Các bác sĩ bệnh viện hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn y tế của mình, không hề lệ thuộc hay chịu bất kỳ áp lực nào từ Hội đồng Quản trị hay Hội Phụ nữ Phụng sự Xã hội của bà Nguyễn Văn Thiệu, hay chịu sự khống chế hay dòm ngó bởi thế lực nào khác. Nhận xét về bà Thiệu và về Bệnh viện vì dân, về các ý kiến mới nhất gắn vai trò của bà Thiệu với công trình y tế công này, ông Nguyễn Kỳ Phong phân tích với BBC. Bà Thiệu mất đi, được nhiều người nhắc đến không phải như một đệ nhất phu nhân, mà như là một người đã có công xây dựng một bệnh viện lớn miễn phí bậc nhất của Việt Nam Cộng Hòa thời bấy giờ, Bệnh viện vì dân. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, cựu Tổng trưởng Kế hoạch của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, đề cập đến Bệnh viện vì dân như sau. Còn bà Nguyễn Văn Thiệu thì hay nói đến Bệnh viện vì dân. Đối với bà thì đây là một niềm vui lớn và nó còn ghi dấu ấn trong tâm trí. Đây cũng là một di sản quý hóa mà bà để lại cho người dân, nhất là những người nghèo. Tiến sĩ Hưng xác nhận, chúng tôi đã có dịp tới thăm nhà thương này và thấy nó được xây cất theo tiêu chuẩn quốc tế, được trang bị rất hiện đại với 400 giường bệnh. Người khám bệnh và chữa bệnh luôn được miễn phí. Các bác sĩ, y tá được chọn lọc cẩn thận. Ngoài ra lại còn những sinh viên y dược xung phong làm việc từ thiện. Cũng theo tiến sĩ Hưng, bà Thiệu kể là sở dĩ nảy ra ý muốn xây một bệnh viện là vì bà hay vào nhà thương chợ rẫy thăm bệnh nhân. Nhiều khi thấy hai người phải chen chúc nhau nằm trên một cái giường nhỏ, làm bà hết sức mủi lòng. Vì vậy, bà đã bỏ ra nhiều công sức đi vận động để xây nhà thương như là một bước đầu để cải thiện nền y tế Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng nêu rõ, tài trợ cho bệnh viện này hoàn toàn không dính dáng gì đến ngân sách quốc gia, mà do sự đóng góp của những cơ quan từ thiện, những người có hảo tâm trong nước cũng như ngoại giao đoàn. Bà nói tới sự đóng góp đặc biệt của 4 tòa đại sứ Đài Loan, Triều Tiên, Nhật Bản và Hà Lan. Bà đi vận động xây nhà thương là do sự đam mê công tác xã hội, hoàn toàn không có mục đích chính trị như một số người đồn thổi. Ông Hoàng Đức Nhã, cựu Tổng trưởng Thông tin Dân vận Chiêu hồi Việt Nam Cộng Hòa và là em họ của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, nói với báo Người Việt: điều đáng trân trọng nhất là bà tham gia rất nhiều công tác xã hội, trong đó đáng nhớ là bà chủ xướng việc xây dựng bệnh viện vì dân để phục vụ người dân tại Sài Gòn vào năm 1971, đồng thời chăm lo cho trường quốc gia Nghĩa Tử nhằm nuôi dưỡng con cái của tử sĩ quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Ông Nguyễn Kỳ Phong còn nhận xét, những người thân cận với bà Thiệu nói là dù là vợ của Tổng thống nhưng thích phục vụ những vấn đề xã hội hơn. Có lẽ nhiều người nhớ về bà Nguyễn Văn Thiệu như là người lập ra bệnh viện vì dân hơn là một đệ nhất phu nhân. Dù có những cái nhìn, những quan điểm khác nhau về công trình này, nhiều người Việt khi nhớ lại vẫn xem bệnh viện vì dân là một dấu ấn đẹp trong lịch sử Việt Nam,
tận cùng thói lưu manh của Cộng sản Việt Nam, Bệnh viện Vì Dân, dấu ấn lịch sử một thời Việt Nam Cộng Hòa, đến nay vẫn còn sờ sờ, dù nay nó đang là một bệnh viện đã bị cướp đoạt, bị đổi tên, bị sử dụng sai mục đích. Thật vậy, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Bệnh viện Vì Dân chẳng những mất tên Vì Dân mà còn bị đoạt luôn mục tiêu Vì Dân, không còn Vì Dân nữa, mà là Vì Quan và Cho Quan mà thôi. Với cái tên Bệnh viện Thống Nhất, một tên gọi mang tính khoa trương, hô hào chính trị, chẳng nhằm nhò gì tới tinh thần và mục đích được đề ra từ thuở ban đầu, khi nó được thành lập và được đưa vào sử dụng. Mặt khác, không những triệt tiêu cái tên gọi và cái mục tiêu Vì Dân của bệnh viện, người ta còn trắng trợn cướp đoạt quyền khai sáng, quyền xây dựng bệnh viện, quyền tạo cho nó một bản lãnh, một uy lực về mục tiêu Vì Dân. Nói thẳng là ăn cướp ngang ngược kiểu giang hồ hảo hớn. Trong bài viết Lịch sử hình thành và phát triển ngày 10 tháng 9 năm 2021 đăng trên website của Bệnh viện Thống Nhất, ngay lời mở đầu đã khẳng định chắc nịch rằng tiền thân của Bệnh viện Thống Nhất là Bệnh viện K-71 Quân Giải phóng miền Nam. Kế đến, bài báo lại hô hào tiếp, đơn vị K-71 tiền thân của Bệnh viện Thống Nhất rất xứng đáng được tặng huân chương quân công hạng nhì với nhiều kỳ tích. Suốt từ đầu đến cuối bài báo không hề có một chữ, một từ nào nói lên lịch sử hình thành của cái gọi là Bệnh viện Thống Nhất, nhưng tựa đề này vẫn được nêu ở bài báo khiến người ta không khỏi hụt hẫng. Cái tên Vì Dân gắn liền với bệnh viện để chỉ rõ mục tiêu vì dân của một nhà thương, tại sao lại bị thủ tiêu, xóa bỏ lịch sử như vậy? Người ta có thể ma mãnh ém đi cái tư cách tiền thân đích thực của Bệnh viện Vì Dân đối với cái gọi là Bệnh viện Thống Nhất thời sau 30 tháng 4 năm 1975. Nhưng họ không thể ém nhẹm ý hướng và bước chân Vì Dân đã in sâu vào tâm khảm của mọi thành phần người dân Sài Gòn cũng như của cả miền Nam Việt Nam. Vì Dân từng là thương hiệu, từng là nhãn hiệu cầu chứng cho một nhà thương, một bệnh viện. Dẫu có đào một cái hố thật sâu, sâu tới tầng sâu thẳm của địa ngục, người ta không thể nào xóa đi dấu vết Bệnh viện Vì Dân đã in sâu trong lòng dân miền Nam. Điều oái oăm là khi người ta cố tình xóa đi tư cách Bệnh viện Vì Dân, thì cái tên Bệnh viện Thống Nhất vẫn không thể nào phủ lấp dòng chữ Bệnh viện Vì Dân còn in trên tấm ảnh cũ mà tác giả bài báo của truyền thông Cộng sản vô tình trưng ra ngay bên dưới bài báo trích dẫn. Vậy mà bên dưới tấm ảnh người ta vẫn trơ trẽn ghi Bệnh viện Thống Nhất trước năm 1975. Lưu manh chưa? Chúng tôi mạn phép ghi nhận xét của tiến sĩ Lê Học Lãnh Vân từ bài viết bà Thiệu của ông trên Văn Việt ngày 13 tháng 11 năm 2021 như sau. Trong 10 năm ông Thiệu cầm quyền, Bệnh viện Vì Dân được xây lên, nếu so sánh với gần 40 năm sau ngày Thống Nhất, trong khi dân chúng ngày càng đông lại, hai người bệnh nằm chung một giường, thậm chí nằm trên băng ca ngoài hành lang, trong điều kiện nhớp nháp mà chưa có một bệnh viện được xây mới nào dành cho dân, và có cũng tầm cỡ, chắc nhiều người nhớ bà Thiệu. Sẽ có ngày Bệnh viện Vì Dân trở lại phục vụ dân. Tiến sĩ Lê Học Lãnh Vân nhìn nhận mình xuất thân miền Nam. Tôi nhớ lại những tung tin xa gần rằng ông bà Thiệu tham nhũng, những tung tin không có bằng chứng về các phi vụ gạo, ma túy dính líu tới hai ông bà. Có người còn gọi bà là con mẹ Thiệu. Ông Lê Học Lãnh Vân còn nêu rõ,
chế độ mới xã hội chủ nghĩa truyền giảng trong những buổi học chính trị rằng ông Thiệu ra đi đem theo 16 tấn vàng, làm nghèo đất nước, khiến dân chúng phải ăn cơm độn bo bo. Việc giao truyền kéo dài hàng chục năm cho tới khi sự thật lộ ra rằng chính nhà nước mới đã tiêu dùng 16 tấn vàng kia. Tác giả bài báo cũng không ngần ngại vạch thẳng sự thật. Không chỉ ông Thiệu, các nhân vật cao cấp trong chính quyền và quân đội cũ cũng chịu những lời buộc tội, trong đó có không ít lời không chứng cớ. Rồi ông phàn nàn: tham nhũng là tội dễ buộc nhất. Có ai so sánh tài sản của các vị xuất thân chế độ cũ với vô số biệt phủ của quan chức cấp cao và thấp dọc ngang khắp đất nước hôm nay? Có ai so sánh những lời tố cáo không bằng chứng ngày đó với những đại án lò củi hôm nay mà số tiền người dân bị đánh cắp đã quá mức nhẫn tâm? Trở lại với bà Thiệu, tiến sĩ Lê Học Lãnh Vân kết luận: cùng với nỗi ân hận và lòng mong mỏi bệnh viện vì dân, món quà những nhà hảo tâm tặng cho dân sẽ có ngày trở lại vì dân. Có lẽ không ít người dân Việt Nam vững niềm tin như tiến sĩ Lê Học Lãnh Vân. Mong thay. Cho em bài ca mình hát khi lòng cô đơn, cho mỗi đêm về mộng hiền theo em, vũ giấc hoan em bình yên. Bài ca mộng hiền viết cho em. Giờ đây anh hát lên một bài hát vui cho em một ngày tươi mới với những nụ cười, cho em hồn nhiên với cuộc đời, yêu thương với mọi người. Mình thấy nơi trái tim đập nhịp lá hoa, nghe quanh chuyện đời ta đó phút giây hiền hòa, dựng trong lòng ta cơn yêu thật thà như chưa từng xót xa. Viết cho em bài ca gọi níu mùa xuân trong ta, đưa những nỗi buồn một ngày bay lên, hóa cơn mưa tươi mát đời, gieo hạt niềm vui nơi lòng người. Viết cho em bài ca mình hát khi lòng cô đơn, cho mỗi đêm về mộng hiền theo em, vô giấc ngoan em bình yên. Bài ca mộng hiền viết cho em. Chuyện đời ta đó phút giây hiền hòa, dâng trong lòng ta cơn yêu thật thà như chưa từng xót xa. Viết cho em bài ca gọi níu mùa xuân trong ta, đưa những nỗi buồn một ngày bay lên, hóa cơn mưa tươi mát đời, gieo hạt niềm vui nơi lòng người. Viết cho em bài ca mình hát khi lòng cô đơn, cho mỗi đêm về mộng hiền theo em, vô giấc
giấc mắt em bình yên. Bài ca mộng hiền viết cho em, bài ca mộng hiền viết cho em, bài ca mộng hiền viết cho em.